và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Lan Phương bênh vực Hoàng tử Ích Minh Đạo về hành động ăn dơi trong game show. Những ngày vừa qua, thông tin về tình trạng bệnh corona đang ngày càng lan rộng khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Bên cạnh đó, việc không nắm vững kiến thức về y tế cũng như sự nhiễu loạn tin tức từ nhiều nguồn không chính thống càng khiến sự hoảng sợ tăng cao. Chỉ nói riêng ở việc thu mua khẩu trang, dung dịch rửa tay cũng đủ tạo ra cơn sốt khi giá thành tăng chóng mặt, khiến không ít người bất bình nhưng vẫn phải tranh nhau mua để bảo vệ bản thân. Trước tình trạng cấp bách này, nữ diễn viên Lan Phương khuyên mọi người hãy tìm hiểu thật kỹ thông tin xoay quanh căn bệnh nguy hiểm này để có cách phòng tránh thích hợp, cô chia sẻ trên trang cá nhân. Có ai biết là việc vét sạch khẩu trang như vậy sẽ khiến những người thực sự cần nó và cũng là những người có nhiều nguy cơ nhiễm bệnh nhất, như các y bác sĩ, nhân viên khách sạn, nhà hàng, tài xế sẽ không có đủ để dùng không? Nếu mình đang thực sự khỏe mạnh, không đến nơi đông người, không trực tiếp tiếp xúc với người bệnh thì cũng không phải sợ hãi như vậy. Nhiều chuyên gia còn gọi việc ào ào đi mua khẩu trang là không có lý do xác đáng và ngốc nghếch như việc đeo mũ bảo hiểm trong nhà cho an toàn ấy. Không chỉ sự hoang mang về dịch bệnh mà nỗi lo càng tăng thêm với một vấn nạn khác. Tệ hơn nữa là những người bán hàng online bị chuyện về dịch viêm phổi để câu view, để mọi người càng kinh sợ đi mua khẩu trang bằng mọi giá. Ít nhất, có hai cô gái bán online viết sai về dịch bệnh đăng Facebook và nhận vô số lượt chia sẻ đã bị bắt và bị nộp phạt 10 đến 15 triệu đồng. Lan Phương thẳng thắn lên án, nhiều người rất thích tin giật gân dễ hiểu và ngôn từ mang tính hoảng sợ, nên những thông tin như vậy luôn được chia sẻ rất nhiệt tình, rồi trở thành đề tài chém gió của những người không thực sự hiểu biết hoặc thích tin trò chơi, rồi chính họ là viết thành những status dễ sợ hơn để chứng tỏ sự hiểu biết không đến đâu. Thực vậy, tình trạng này hiện đang nhan nhản khắp nơi, tạo nên việc nhiễu loạn thông tin giữa mùa dịch bệnh. Nàng dâu Order khuyên mọi người đặc biệt tránh tiếp xúc với người đang sốt và ho. Nếu cảm thấy bản thân không khỏe thì hãy ở trong nhà, cô chia sẻ. Virus corona lây qua tay, dính mầm bệnh rồi đưa vào mũi, miệng, mắt hoặc thông qua hít phải dịch ho, hắt hơi của người bệnh. Luôn rửa sạch tay và tuyệt đối không đưa tay bẩn lên mặt. Bên cạnh đó, Lan Phương không quên cặn kẽ chỉ dẫn. Ho và hắt hơi thì nhớ dùng khuỷu tay áo hoặc bằng khăn che rồi vứt ngay vào thùng rác để tránh tay mình cầm vào dịch bệnh của mình và chạm vào những thứ xung quanh, sát khuẩn những thứ tay mình hay cầm nắm. Đặc biệt, trước tình trạng mọi người đổ xô đi mua khẩu trang và lựa chọn những loại thật đắt tiền để phòng bệnh, nữ diễn viên thông tin khẩu trang y tế là đủ dùng, không cần thiết phải mua loại đắt đỏ, nhưng phải sử dụng đúng cách, dùng một lần rồi bỏ đi. Rửa tay trước và sau khi đeo khẩu trang, không chạm vào bề mặt khẩu trang để tránh tay mình chạm vào dịch bệnh truyền ra xung quanh, hoặc tự cầm đồ ăn và lây cho chính mình. Thói quen chạm tay vào mặt khẩu trang thì chắc 80% người đeo đều mắc lỗi này. Khẩu trang muốn đeo phải đeo đúng cách, nếu không nguy cơ nhiễm bệnh sẽ còn cao hơn. Là một người phụ nữ của gia đình, Lan Phương cũng rất lo lắng cho người thân, nên cô tìm hiểu rất kỹ và cập nhật thông tin xoay quanh virus corona, ý thức được sức mạnh của bản thân và công chúng. Nữ diễn viên quyết định lên tiếng để phần nào trấn an tinh thần mọi người, cùng nhau vượt qua mùa dịch nguy hiểm này. Những ngày qua, trường hợp diễn viên Minh Đạo bị chỉ trích vì clip ăn thịt dơi nhiều năm trước cũng gây nên không ít tranh cãi. Nhưng đây, Lan Phương cũng lên tiếng trước vấn đề này. Khổ thân anh diễn viên ở Đài Loan do 10 năm trước tham gia một show truyền hình thực tế phải ăn dơi mà bây giờ bị tẩy chay quá. Có phải lỗi anh ấy đâu, lỗi là ở những người sản xuất ra chương trình và thử thách ăn ấy ăn món dơi mà. Là nghệ sĩ ai tham gia game show chẳng phải cố gắng hoàn thành thử thách của mình chứ. Mọi người đang lo lắng hoang mang vì dịch bệnh nên cứ thấy một ai đó chút liên quan là tóm lấy trách tội để trút hết sự hoang mang lo sợ của mình. Nhưng làm vậy thật tội nghiệp và không công bằng cho anh ấy.